Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thật là vinh dự. Homestay mới của Lương Mừng đã được đón tiếp một đoàn khách quốc tế đến từ một người là người Lào, một người khách là người Hàn Quốc. Đây là một vị khách người Lào. Sabarika, Yamaha, Honda, Toyota. Sabrika, Thọc đẹp. Ở đây là những món ăn mà homestay của Lương Mừng đang đón tiếp khách. Đây là cà ở trên núi. Xin mới. Yeah. Ngon quá. Đây là cá rô sông các bạn ạ. Đây là thịt lợn rừng. Xin mời các bạn nhá. Đây là rau bí truyền thống xào tỏi. Đây là con tằm. Tiếng Thái gọi là con ngon. Ngon đó. Con ăn ngon đó. Ô ngon. Ô rất là ngon. Rất tuyệt. Thôi là. Sorry, Lương Mừng sẽ uống rượu với khách quốc tế. Uống một chén rượu. Rượu này rượu nhân sâm ngàn năm với các vị khách quốc tế. Thank you, see you again. I hear my heart. Thôi học làm thôi.